Hello cả nhà, chào mừng các bạn đã quay trở lại cái video trên kênh YouTube của tôi. Hôm nay thì Tuấn chia sẻ với các bạn một trong những cái cây trong cái vườn nhà bác Ngọ Đồng Trúc. Ở đây là các bạn nhìn thấy đây là cái gì các bạn biết không? Đây là cây cà phê. Chắc chắn mình nghĩ đây là cà phê rồi. Đấy. Các bạn nhìn cái thân của nó khủng khiếp chưa? Ok. Ra đến ngoài Bắc thì mình nghĩ là nó không có quả, nhưng mà vừa phát hiện đây thì khả năng đây là quả. Quả hay gì đây này? Nụ hay quả đây? Đấy, khiếp chưa? Rồi anh em cùng ngắm nhé. Đầu tiên mình sẽ lượn xong khu vực gọi là phù bệ của nó này. Mình nghĩ là này, các bạn chưa bao giờ nhìn thấy cái cây cà phê như vậy đâu. Đây là sự độc đáo đấy. Rất là độc đáo. Anh em cùng ngắm nhé. Đó, anh xoay quanh gốc này. Đó, anh em thấy sao? Quá phê đúng không nào? Thân cây u cục sần sùi hết này. Đó, tạo thành cái biếu này. Quá khiếp luôn. Mình không có điều gì tưởng tượng nữa. Không thể tả nữa. Này, nó bệnh. Nó về nó thành một cái cục. Cái này thì không biết là anh em trồng cà phê biết là cây này nó có giá trị bao nhiêu năm. Quá khủng khiếp. Đấy, quá khủng đúng không? Góc này. Đây, nhìn nó gồ ghề này. Gấp khúc mà trên này địa y rêu bám đầy này. Địa y nằm này, rêu này. Đấy. Đoạn gấp khúc. Gấp khuỷu tay đấy, khép chưa? Trên này thì cắt ngang thân chính đây này. Cắt ngang để cho chuyển thân. Các bạn nhìn xa một chút nhé. Các bạn đang xem cái phim này ở thời điểm 12 giờ trưa đấy, rất nắng rồi. Nhưng mình vẫn muốn để chia sẻ với các bạn. Không bỏ lỡ các thước phim nào, không bỏ lỡ những cái cây nào ở trong vườn nhà bác ấy. Đấy, một cái góc máy khác nữa. Đó, các bạn thấy sao? Quá tuyệt vời đúng không? Rồi bây giờ mình sẽ vào xem là bác ấy trồng bằng loại đất gì nhé, nó phù hợp với mình mà khí hậu hoặc là thổ nhưỡng ngoài miền Bắc. Trên mặt chậu thì mình đang thấy có phân NPK. Đất này thì có đất nó có trộn thêm một đất đồi các bạn. Đấy, hình như đất đồi màu đỏ đúng không? Đỏ ba gian này. Đấy, trộn với đất thịt. Đấy. Và chúng ta sẽ đánh giá ở trên lên đoạn trên một chút nữa nhé. Đây góc này thì các bạn nhìn thấy cái tay nó gấp. Đây, cái này. Này các bác đang phải xử lý đoạn mục phổi. Quá đẹp luôn.
Nói chung là bác ấy cắt giật. Trên này bác cắt giật chi tiết lắm. Này ví dụ như cái cành này bác co giật giật. Đấy, thu nhỏ cái màn hình bé một chút. Đấy, trên này chúng ta nhìn thấy chưa? Đều phải gấp giật. Đấy, đấy nhìn thấy góc này. Đấy. Nói chung là thuộc hàng hiếm các bạn ạ. Thuộc hàng hiếm đó. Đấy là nhờ những cái đặc sắc của cái cây này trong cái khu vườn của bác. Rồi. Đó. Video này nó là 6 phút riêng về cây cà phê. Quá phê đúng không ạ? Cà phê là quá phê luôn. Rất là nắng, mọi người là thông cảm. Mình sẽ hất cái máy lên trên, nó rất là nắng. Ok. Cạnh cái gian thờ nhà bác ấy thì chúng ta vừa xem cái cây cà phê, thì bây giờ tiếp theo đến cây đại. Đấy, cái đại. Miền Bắc gọi đại. Đấy, cây này nó cũng già lắm này. Sần mốc hết. Vảy. Sần sùi. Thần đổ. Đấy, rất dáng điệu. Quá đẹp đúng không? Ta sẽ nhìn lên trên một chút. Ở vào góc này nữa này. Phía bên này. Đấy, một cây tiếp nữa. Rồi, mình lùi về phía sau nhé. Lùi phía sau lại một chậu nữa. Lại tiếp một chậu nữa. Ok. Bạn nào mà chưa đăng ký kênh hãy giúp mình đăng ký kênh nhé. Các bạn xem miễn phí rồi. Để ủng hộ mình. Những trưa nắng hè thực sự là rất là nắng nhưng vẫn đam mê để chia sẻ với mọi người. Không bỏ một rời một thước phim nào hết các bạn. Hãy nhớ một điều đấy. Cái cây này lạ đấy, tại sao nó lại rễ này, này mọc từ thân ra đây, rễ này đấy, chỗ này mục nhưng mà rễ nó vẫn phun này. Cái đại gốc đại vẫn ở cái góc bên mình đang đứng ở, vẫn góc này, góc ban thờ này bác ấy. Thì có cái cây hồng xiêm này. Các bạn. Hồng xiêm này nhìn thích này. Nói chung là kiếm được cái cây hồng xiêm dáng thế nghệ thuật thế này cũng dạng hàng hiếm đấy. Thân đổ. Wow. Quá phê đúng không? Đây có quả này. Quả đây. Đấy. Các bác ấy gọi mình ăn cơm. Buổi trưa là 12 giờ nắng rồi. Mọi người nghỉ trưa nhưng mình vẫn quay phim để mọi người cho mọi người xem. Các bác ấy mời vào ăn cơm. À, này, nhìn cái gốc này. Đấy. Các bạn thấy chưa? Quá chất luôn. Đây nhìn này. Đó. Đấy, thân nó đổ này cơ mà. Đây bác đang nuôi một cái cây nhỏ nhỏ. Nhỏ nhỏ xinh xinh. Đấy. Cái cây tử. Chắc là tương lai định làm một cái dáng ở trên này. Dây đang thít hết vào đây.
Cây này rất già mọi người, thân nó già mọc lóc cóc hết luôn. Nói chung là còn rất nhiều video các bạn ạ. Các bạn hãy nhớ giúp mình đăng ký kênh nhé, chia sẻ video nhé. Bây giờ thì Tuấn sẽ vào ăn cơm cùng với bác đây. Bác ấy gọi cùng anh em ăn cơm nhà kia. Buổi trưa rồi, nắng rồi các bạn. Ăn xong mình chia sẻ tiếp các bạn nhé. Ok.